Thưa quý vị, ca khúc mới nhất của Phượng Ve được phát hành chưa được bao lâu mà giờ đã vướng phải rất nhiều gạch đá khi chính nhạc sĩ đã lên tiếng vạch trần về các sự thật về việc Phượng Ve hát mà không xin phép. Sự phẫn nộ của khán giả đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vị tác giả này. Đúng thật nói, Ve là sao chổi, sao quả tạ thì đâu có sai. Đi đến đâu là gây âu rầu tới đó, mang lại điểm xui rủi cho những người xung quanh. Ca khúc Đời Ngộ Ngộ Đời được tác giả sáng tác cho chính anh ta và vợ của anh vì có quá nhiều sự ồn ào, tin đồn thất thiệt về gia đình nên anh phải dùng bài hát này để thay lời muốn nói những gì mà nam nhạc sĩ này trải qua là những lời đồn thất thiệt. Còn Ve có cái gì đâu mà oan ức, là sai quấy đâu, tất cả những gì thiên hạ nói về Phượng Ve đâu có sai đâu. Thứ nhất, vì tranh giành tài sản biến Hồng Loan từ con hợp pháp thành con nuôi. Thứ hai, vì tranh giành tài sản nói cậu của mình là đồng tính hiển muộn. Thứ ba, vì tranh giành tài sản nó đòi trục xuất loại bỏ thân phận của Hồng Loan. Thứ tư, vì tranh giành tài sản nó nhục mạ, nó chửi thẳng mặt từng người trong giới showbiz, trong đó có cả đồng nghiệp của cậu nó, mà toàn là những người lớn tuổi hơn cả nó, nhưng vẫn chửi ở trên đầu trên cổ của người ta. Thứ năm là vì tranh giành tài sản, nó vẫn nhẫn tâm chửi cậu của nó ngay trên mạng xã hội. Năm điều vừa rồi chỉ là một phần của sự thật, những hành vi đốn mặt của Phượng Ve trong câu chuyện này mà thôi. Để nói về những việc tốt của Ve thì khó ghê. Mà giờ có một câu hỏi, thì Đại học Môn Văn yêu cầu học sinh phân tích những việc làm cứu giúp đời của Phượng Ve. Chắc là toàn bộ học sinh đều phải thi rớt môn đó vì quá khó. Giết người mà không ở tù thì chắc chắn Phượng Ve sẽ trở thành sát thủ hàng loạt rồi. Thời gian qua, tội lỗi của Phượng Ve nó chất cao, chất chồng như núi vậy đó. Mà nó cứ nói là nó vô tội, nó hát cái bài hát để mà răn đe xã hội, để dạy dỗ cái miệng đời và đòi lại công bằng cho bản thân nó. Nghe mà mắc cười gây á. Phượng Ve ơi, răn đe xã hội để dạy dỗ miệng đời và đòi lại công bằng cho bản thân, nói như là Phượng Ve sạch sẽ, oan ức lắm vậy đó. Trong cuộc chơi tranh giành nhà cho ở nhờ này, xã hội cần đồng loạt lên tiếng để răn dạy Phượng Ve, miệng đời cũng phải đồng loạt dạy dỗ Phượng Ve, và công bằng ở đây là dành nhà cho Hồng Loan mà thôi. Phượng Ve à, một khi chưa chịu sao kê thì đừng nghĩ đến chuyện là bình yên. Phượng Ve cũng nên nhớ rằng, chưa một lần Phượng Ve có thể chứng minh những gì mình nói là đúng. Và ngược lại thì phía Hồng Loan, hễ không nói thì thôi, chứ một khi đã nói, đều có kèm bằng chứng đi theo. Giờ Phượng Ve có ngon, Phượng Ve chứng minh là mình không sai trong câu chuyện tác quyền bài hát Đời Ngộ Ngộ Đời Đi, định im lặng rồi đông sở hữu ca khúc của người ta à. Hát vui vẻ cover cho mọi người cùng nghe thì ủng hộ đó, chứ còn cố tình hát qua mặt tác giả trong khi mình cũng tự nhận mình là ca sĩ, mà ca sĩ chắc chắn là có cái miệng rồi, sao hát bài hát của người ta mà không xin về ta. Nhẹ nhàng thì nói Phượng Ve không biết trước biết sau, còn nặng thì chửi thẳng là cái đồ mất dạy. Năm hết Tết đến rồi đó, người người nhà nhà lo trang hoàng nhà cửa, mua bánh mứt Tết cho ba ngày xuân. Còn Phượng Ve, Tết thì Tết, nhưng chết thì vẫn chết nha. Cứ tưởng Tết năm nay, Phượng Ve sẽ âm thầm ăn một cái Tết cho trọn vẹn. Nhưng có ngờ đâu, nay 28 Tết rồi mà Phượng Ve vẫn còn phải trốn ở trong hang vì đã bị tác giả ca khúc lên tiếng một cách vô cùng đau đớn. Chơi ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đứng trước sóng gió lần này, Phượng Ve đã một lần một giả thể hiện cái sự trôi chảy của mình vẫn rất là tráo trở và vô cùng mặt dày, vừa đăng tải một status thách thức rằng không nói không có nghĩa là sai, không nói không có nghĩa là không đúng, không nói chính là sự khinh bỉ. Sắp qua năm rồi, oan gia trả chủ từ kiếp vô minh năm nào đó, xin hãy ngồi ngay ngắn đàng hoàng, tôi xin quỳ lại trả hết nghiệp. Ủa, xin lỗi Phượng Ve câm cái họng lại đi. Phượng Ve đuổi lý cãi cùng nhiều quá, người ta tẩy chay Phượng Ve hết rồi đó. Phượng Ve nói im lặng là khinh bỉ. Xin lỗi, người đang bị cả xã hội này khinh bỉ là Phượng Ve đó. Phượng giờ có 3 bước quỳ 4 bước lại thì cũng không thể nào mà xóa hết nghiệp. Đừng bày đặt ở đó mà lên mặt nói đạo lý, đúng là cái dòng thứ bổ lão. Nhắm im lặng thì im lặng đi nha, chứ ho ra cái tiếng nào á thì sẽ mang ra làm bằng chứng ở trước tòa. Tết tới rồi đó, ráng mà tận hưởng cái Tết cuối cùng đi nha. Chứ không á, phải mất 20 năm nữa thì Phượng Ve mới được trở lại để tái hòa nhập với cộng đồng.